Các anh chị học viên sinh viên thân mến, sau đây là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện bằng hướng dẫn tìm kiếm tổng quát. Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào website thư viện theo địa chỉ lib.ttu.edu.vn. Sau đó chọn Login. Tại giao diện đăng nhập, anh chị sẽ đăng nhập bằng tài khoản hệ thống thông tin học viên, sinh viên. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ họ và tên của bạn đọc. Chúng ta có thể thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho giao diện tìm kiếm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm kiếm tài liệu tại giao diện tìm kiếm tổng quát. Nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm. Sau đó bấm chọn tìm kiếm từ khóa này cho giao diện tất cả. Tại giao diện tìm kiếm tất cả, hệ thống cho phép bạn đọc giới hạn lại phạm vi tìm kiếm. Có 4 giới hạn để lựa chọn: tất cả tài nguyên, tài nguyên in, tài nguyên số, tài nguyên điện tử. Về phạm vi tìm kiếm, bạn đọc cần phân biệt giữa tài nguyên số và tài nguyên điện tử. Tài nguyên số, tài liệu hiển thị dưới dạng file có bản quyền thuộc TTU như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học, v.v. Tài nguyên điện tử bao gồm tất cả các bài báo, sách điện tử, luận văn, luận án, v.v. có khả năng truy cập mở trên thế giới, được tập hợp từ các nhà xuất bản cũng như nhiều nguồn thông tin khoa học số của các trường đại học. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chọn lọc dữ liệu theo bộ lọc gồm 3 phần. Chọn dạng tài liệu cụ thể như sách, bài báo, hình ảnh, tài liệu nghe nhìn, bản đồ, luận án, luận văn, khóa luận, đồ án. Cách thức chọn lọc: thông thường chúng ta sẽ chọn là chính xác đối với từ khóa gồm có 2 từ trở lên. Chọn giới hạn lọc theo trường dữ liệu như nhan đề, tác giả, chủ đề, toàn văn, v.v. Sau khi đã thiết lập thành công biểu thức tìm kiếm, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lấp. Trang kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị gồm 2 phần: danh sách kết quả trả về phía tay phải màn hình bạn đọc. Bộ lọc phía tay trái cho phép bạn đọc tùy chỉnh kết quả tra cứu theo nhu cầu như sắp xếp kết quả hiển thị gồm các mục thích hợp, mới nhất, cũ nhất, tác giả, nhan đề. Trong đó, thích hợp tức là hệ thống sẽ ưu tiên sắp xếp tài liệu có chứa từ khóa nhiều hơn hoặc có độ ưu tiên trường dữ liệu cao hơn lên trên cùng. Theo mới nhất, cũ nhất là sắp xếp theo năm xuất bản của tài liệu. Ngoài ra, bạn đọc có thể thiết lập các chủ đề trong mục cá nhân hóa. Hệ thống sẽ hiển thị thêm bộ lọc, lọc theo chủ đề. Trường hợp bạn đọc chọn lọc chủ đề theo nhu cầu, thì hệ thống sẽ ưu tiên sắp xếp các tài liệu liên quan đến chủ đề chọn lên trên cùng trong trang kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bộ lọc bên phía tay trái còn cho phép bạn đọc giới hạn và tùy chỉnh trang kết quả tra cứu theo loại tài nguyên, cơ sở, năm xuất bản, dạng tài nguyên, v.v. Và khi muốn bỏ giới hạn thì bạn đọc chỉ cần chọn vào biểu tượng X. Tài liệu có thông báo, tài liệu in sẵn có tại TDTUL, có nghĩa thư viện có tài liệu này ở dạng in, dạng giấy. Đối với tài liệu in, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan đến vị trí của tài liệu như số bản có tại thư viện. Tài liệu hiện có tại thư viện thuộc cơ sở, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Bảo Lộc. Vị trí tầng, thông tin kho tài liệu và mã xếp giá của tài liệu trong kho. Tài liệu có thông báo, tài liệu số, tài liệu điện tử, có nghĩa thư viện có tài liệu này ở dạng file. Tùy theo chính sách của tài liệu, bạn đọc có thể xem hoặc tải. Lưu ý, đối với tài liệu không phải thuộc nguồn mở, chính sách chỉ cho phép bạn đọc chỉ xem hoặc tải trong mạng nội bộ của TTU. Để xem hoặc tải tài liệu tại mục xem trực tuyến, bạn đọc sẽ chọn vào link nhan đề tài liệu. Bạn đọc có thể sử dụng các tiện ích kèm theo như lưu lại thông tin tài liệu để đưa vào danh sách đã lưu. Đẩy trích dẫn tài liệu vào phần mềm trích dẫn EndNote. Lấy thông tin trích dẫn của tài liệu tại mục trích dẫn. Lấy đường link của tài liệu tại mục permalink. Gửi thông tin tài liệu qua địa chỉ email.
Vừa rồi là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện, phần hướng dẫn tìm kiếm tổng quát. Cảm ơn các anh chị học viên, sinh viên đã theo dõi.